Triều Tiên căng trở lại. Washington cảnh báo sẽ tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng nếu nước này không dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Một số chuyên gia Hàn Quốc hôm 6 tháng 3 cho rằng các hoạt động được ghi nhận tại bãi phóng tên lửa tầm xa chính Tongchengri của Triều Tiên dường như không gây áp lực cho Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh hồi tuần trước. Thay vào đó, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, thực ra đây có thể là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tháo dỡ cơ sở này. Tại một cuộc họp ở Quốc hội Hàn Quốc một ngày trước đó, đại diện cơ quan tình báo quốc gia NIS cho biết đã phát hiện dấu hiệu Triều Tiên khôi phục hoạt động một phần cơ sở phóng vệ tinh Seohae, còn được gọi là căn cứ tên lửa Tongchangri gần biên giới với Trung Quốc. Cùng ngày, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ cũng công bố hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở này hôm 2 tháng 3 và ghi nhận có hoạt động diễn ra tại nơi này. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS nhận định, Triều Tiên xây dựng lại địa điểm này sau khi cuộc gặp giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng rồi không đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, giới phân tích Hàn Quốc không đồng tình với đánh giá trên khi cho rằng miền Bắc có thể đã bắt đầu các hoạt động tại đây từ trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra để sẵn sàng cho việc phá hủy trong trường hợp hai bên đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Ông Kim Dong-kyup, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Viễn Đông Hàn Quốc lý giải, Triều Tiên có thể đã chuẩn bị dọn dẹp cơ sở này trong trường hợp các thanh sát viên nước ngoài đến kiểm tra. Đây là một phần nỗ lực nhằm nêu bật giá trị nhượng bộ của họ. Tương tự, ông Choi Yong-hwan, nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho rằng thời gian là quá ngắn kể từ khi hội nghị kết thúc để Triều Tiên quyết định nối lại hành động khiêu khích. Ông Choi lưu ý, tuy hình ảnh vệ tinh được chụp vào cuối tuần rồi, nhưng không có đủ bằng chứng để xác định liệu những hoạt động tại cơ sở Seohae diễn ra trước hay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên kết thúc. Cũng trong cuộc họp trên, NIS cho biết Triều Tiên đã dừng hoạt động lò phản ứng công suất 5 MW trong khu phức hợp hạt nhân chính ở Yongbyon từ cuối năm ngoái. Bên cạnh đó, các đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri vẫn đóng và bị bỏ không kể từ sau hoạt động phá hủy hồi tháng 5 năm 2018. Trong khi vẫn chưa rõ nguyên nhân Triều Tiên nối lại hoạt động tại cơ sở phóng vệ tinh Seohae, Cố vấn An ninh Quốc phòng Mỹ John Bolton hôm 5 tháng 3 cảnh báo Washington sẽ tìm cách tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng nếu nước này không dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News của Mỹ, ông Bolton tuyên bố sẽ chờ xem liệu Triều Tiên có tuân thủ cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và mọi thứ liên quan sau hội nghị thượng đỉnh hay không. Theo Reuters, hai nước hiện vẫn chưa thể thu hẹp được những bất đồng về tiến trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và việc nới lỏng biện pháp trừng phạt của Washington. Bình Nhưỡng gặp khó về lương thực. Liên Hợp Quốc hôm 6 tháng 3 cho biết, sản lượng lương thực của Triều Tiên trong năm 2018 giảm xuống mức thấp nhất trong hơn thập kỷ qua. Đây là một phần nguyên nhân khiến khoảng 11 triệu người, tương đương gần 44% dân số Triều Tiên thiếu ăn, theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc. Sản lượng lương thực ở Triều Tiên giảm hơn 9%, từ 5,45 triệu tấn trong năm 2017 xuống 4,95 triệu tấn hồi năm ngoái do thiếu đất canh tác, thiếu máy móc nông nghiệp hiện đại và phân bón, kèm theo thiên tai liên tiếp. Ông Tapan Misra, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Triều Tiên cảnh báo, tình trạng suy dinh dưỡng quy mô lớn đang đe dọa cả một thế hệ trẻ em. Quan chức này ước tính 1,4 triệu người không được hỗ trợ lương thực, gần 800.000 người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, khoảng 190.000 trẻ mẫu giáo và 85.000 trẻ suy dinh dưỡng không được cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi khoản viện trợ trị giá 120 triệu đô la Mỹ cho Triều Tiên. Triều Tiên khôi phục một phần bãi phóng tên lửa, Mỹ tăng cường trừng phạt. Thưa quý vị, tuyên bố trên được Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton đưa ra. Phát biểu trên kênh Fox News Business, ông cho biết chúng tôi sẽ xem xét các giải pháp khả thi có thể áp dụng đối với Triều Tiên, liệu họ có quyết tâm đàm phán hay không, liệu họ có muốn quay lại các cuộc đàm phán hay không, và liệu họ có cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và các chương trình liên quan hay không. Nếu họ không muốn làm điều này, thì tôi nghĩ Tổng thống Trump đã nói rõ rằng họ sẽ không được giải thoát khỏi các lệnh trừng phạt kinh tế đang được áp đặt đối với họ. Chúng tôi đang nghiên cứu tăng cường các biện pháp trừng phạt này. Hãng thông tấn Yonhap ngày 5 tháng 3 đưa tin, cơ quan tình báo Hàn Quốc đã nhận thấy những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang khôi phục một phần bãi phóng tên lửa Tongchangri mà nước này đã dỡ bỏ. Cụ thể, Yonhap cho biết Triều Tiên dưới sức ép trong nhiều năm qua nhằm thúc giục nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, đang lắp lại một mái vòm và một cửa tại cơ sở trên. Trong một cuộc họp ngắn với Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, cơ quan tình báo quốc gia nước này khẳng định tin tức mà Mỹ có được cũng giống như thông tin của chúng tôi. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai về vấn đề phi hạt nhân hóa giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc hôm 28 tháng 2 mà không đạt được thỏa thuận nào do những bất đồng liên quan tới mức độ Triều Tiên sẵn sàng hạn chế chương trình hạt nhân của mình, cũng như Mỹ sẵn sàng nới lỏng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Cụ thể, trong buổi họp báo sau đó,
Tổng thống Trump nói khúc mắc chính là do Triều Tiên muốn dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, trong khi giới chức Mỹ chưa thể đáp ứng điều đó. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo nửa đêm 28 tháng 2, Ngoại trưởng Triều Tiên là Ri Yong-ho nói rằng Triều Tiên chỉ đề nghị Mỹ gỡ bỏ 5 trên tổng số 11 lệnh trừng phạt, chứ không yêu cầu Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 4 tháng 3 bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ cử một phái đoàn tới Triều Tiên trong vài tuần tới. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi các quan chức tìm cách tái khởi động đàm phán Mỹ-Triều. Tổng thống Donald Trump tiết lộ lý do Mỹ quỷ tập trận quy mô lớn với Hàn Quốc. Thưa quý vị, trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump khẳng định lý do tôi không muốn tiến hành các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là để tiết kiệm hàng trăm triệu đô la Mỹ cho nước Mỹ mà chúng ta không được trả lại. Ngoài ra, ông Trump cũng cho rằng vào thời điểm này, việc giảm căng thẳng với Triều Tiên là một lựa chọn tốt. Trước đó, các quan chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc thông báo các cuộc tập trận chung lớn giữa hai quốc gia sẽ kết thúc và được thay thế bằng các hoạt động có quy mô nhỏ hơn. Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, Bộ trưởng Quốc phòng Jeon Kyung-doo và người đồng cấp Mỹ Patrick Shanahan đã có cuộc điện đàm ngày 2 tháng 3, trong đó thảo luận và nhất trí kế hoạch liên quan tới các cuộc tập trận Key Reason, giải pháp then chốt và Von Echo đại bàng non. Thay cho các cuộc tập trận này, hai nước sẽ tiến hành các cuộc huấn luyện cơ động dã ngoại được điều chỉnh và tập trận chỉ huy thống nhất nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu vững chắc. Lầu Năm Góc cũng ra thông báo xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm ngày 2 tháng 3 và quyết định chấm dứt các cuộc tập trận Kim Rae-sung và Von Echo. Tuyên bố trên được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào ngày 27-28 tháng 2 tại Hà Nội. Tuy nhiên, giới chức Nhà Trắng nhấn mạnh quyết định giảm quy mô tập trận đã được đưa ra một thời gian và không phải là kết quả liên quan đến hội nghị thượng đỉnh nói trên. Von Echo là cuộc tập trận chung có quy mô lớn nhất giữa Mỹ và Hàn Quốc mà phía Triều Tiên thường lên án. Đây là động thái chuẩn bị xâm lược chống lại Bình Nhưỡng. Năm ngoái tham gia cuộc tập trận thường niên này có 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và có khoảng 30.000 lính Mỹ. Trong khi đó, Kim Rae-sung là cuộc tập trận chỉ huy giả định trên máy tính thường được bắt đầu trong tháng 3 và kéo dài trong khoảng 10 ngày. Những phát ngôn thống Trump trong hai ngày thượng đỉnh tại Hà Nội. Quý vị thính giả thân mến, hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc đột ngột vào chiều ngày 28 tháng 2 với một bữa ăn trưa làm việc và lễ ký kết theo lịch trình bị hoãn lại. Hai nhà lãnh đạo đã không thể đạt được thỏa thuận chung như họ đã làm trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào năm ngoái tại Singapore. Tuy nhiên, thượng đỉnh lần này được cho là gieo hy vọng, cho thấy những tiến bộ và thiện chí của hai bên trong tiến trình hướng tới hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Dưới đây là một số phát ngôn ấn tượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hai ngày diễn ra hội nghị ở Hà Nội 27 và 28 tháng 2. Chủ tịch Triều Tiên là một nhà lãnh đạo tuyệt vời và đất nước của ông có tiềm năng kinh tế to lớn. Tổng thống Donald Trump nói về Chủ tịch Kim Jong-un tối ngày 27 tháng 2 khi hai ông có cuộc gặp đầu tiên ở khách sạn Metropole ở Hà Nội, cuộc gặp đánh dấu bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mối quan hệ giữa chúng ta là một mối quan hệ rất đặc biệt, Tổng thống Trump nói với ông Kim trong cuộc trao đổi đầu tiên diễn ra một cách cởi mở. Dù mối quan hệ rất tốt đẹp nhưng đôi khi bạn phải rời đi. Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại khách sạn Marriott chiều ngày 28 tháng 2 sau khi thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 kết thúc sớm hơn dự kiến do hai bên không đạt được thỏa thuận chung. Tốc độ không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta làm điều đúng đắn. Ông Trump tuyên bố khi bước vào phiên thảo luận trong ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không vội vàng và sẵn sàng chấp nhận một lộ trình phi hạt nhân hóa chậm. Chúng tôi đã có thời gian mang tính xây dựng. Chủ tịch Kim là một người có tính cách thú vị, quan hệ giữa chúng tôi rất mạnh mẽ, tuy nhiên đôi khi bạn phải đi một cách chậm rãi. Ông Trump đề nghị tới hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp báo sau khi hội nghị kết thúc sớm. Tôi có thể đã ký thứ gì đó hôm nay, nhưng tốt hơn là làm điều đúng đắn hơn là làm nhanh. Tổng thống Trump trả lời khi phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có nghĩ là quá sớm khi kết thúc hội nghị sớm như vậy. Trước câu hỏi về tầm nhìn của Chủ tịch Kim trong vấn đề phi hạt nhân hóa, Tổng thống Mỹ nói ông ấy có tầm nhìn nhất định, nó không giống như của tôi nhưng gần hơn rất nhiều so với một năm trước đây. Một phóng viên hỏi Tổng thống Mỹ, ông và Chủ tịch Kim đã thảo luận cụ thể những gì liên quan đến phi hạt nhân hóa. Ông Trump đáp, mọi người nói rất nhiều nhưng với tôi chắc chắn phải là ông cần sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tôi không chỉ phê phán chính quyền Obama mà còn chỉ trích nhiều đời chính quyền khác. Tổng thống Trump phát biểu đề cập tới việc Mỹ và Triều Tiên không đạt được thỏa thuận nào trong quá khứ. Tôi không muốn nói về việc gia tăng các lệnh trừng phạt. Nhiều người dân Triều Tiên cũng cần phải sống và điều đó quan trọng với tôi. Tổng thống Trump nhấn mạnh điều này.
thank you very much. I want to begin by thanking the Prime Minister and President of Vietnam. We're in Hanoi. It's an incredible city. What's happened over the last 25 years has been incredible for the people of Vietnam. The job they've done, economic development, really something special. So I want to thank all of the people of Vietnam for having treated us so well. On North Korea, we just left Chairman Kim. We had a really, I think, a very productive time. We thought, and I thought, and Secretary Pompeo felt that it wasn't a good thing to be signing anything. I'm going to let Mike speak about it. But we literally just left. We spent pretty much all day with Kim Jong-un, who is he's quite a guy and quite a character, and I think our relationship is very strong. But at this time, we had some options, and at this time, we decided not to do any of the options, and we'll see where that goes. But it was a very interesting 2 days, and I think actually it was a very productive 2 days. But sometimes you have to walk, and this was just one of those times. And I'll let Mike speak to that for a couple of minutes, please. Unfortunately, we didn't get all the way. We didn't get to something that ultimately made sense for the United States of America. I think Chairman Kim was hopeful that we would. We asked him to do more. He was unprepared to do that. But I'm still optimistic. I'm hopeful that the teams will get back together in the days and weeks ahead and continue to work out. It's a very complex problem. We've said since the beginning that this would take time. Has this process been more difficult than you thought? And was the North Korean demand for lifting of some sanctions the real sticking point here in that you did not want to do that and they did? And will there it was be a about third, the sanctions. Will I mean, there be a third summit, Mr. President? Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that. So we continue to work, and we'll see, but we had to walk away from that particular suggestion. We had to walk away from that. And one of the things, importantly, that Chairman Kim promised me last night is regardless, he's not going to do testing of rockets and nuclear, not going to do testing. So, you know, I trust him, and I take him at his word. I hope that's true. But in the meantime, we'll be talking. Mike will be speaking with his people. He's also developed a very good relationship with the people, really the people representing North Korea. Thanks, Mr. President. Did you commit with Chairman Kim to a next summit during your term? No. Okay. We'll see if it happens. It happens. I have not committed. They are at this point, some would say, a nuclear power. Do you accept North Korea as a nuclear armed state, at least for the time being? And are you thinking about reimposing military exercises with South Korea, or will you keep in a freeze? Well, you know, the military exercises, I gave that up quite a while ago because it costs us $100 million every time we do it. And then they come and they drop millions of dollars of bombs, and then they go back. We spend hundreds of millions of dollars on those exercises, and I hated to see it. I thought it was unfair. And frankly, I was sort of the opinion that South Korea should help us with that. You know, we're protecting South Korea. I think they should help us with that. So those exercises are very expensive. And I was telling the generals, I said, look, you know, exercising is fun and it's nice. And they play the war games. And I'm not saying it's not necessary, because at some levels it is, but at other levels it's not. But it's a very, very expensive thing. And, you know, we do have to think about that, too. Debbie Edward, ITV News. At which point did it become clear to you that you wouldn't be getting a deal here in Hanoi? The language from yourself and Kim Jong-un was very positive last night and even this morning, and therefore was it a mistake to come here? No, I think the language was good all throughout. The language has been good even now, but, you know, I don't go by language, because we had probably the toughest language in the history of diplomacy, if you call it diplomacy, at the beginning, and yet we became very friendly. I don't believe there was any tougher language ever than that. But again, this was something that should have been handled by other presidents long before me. Korea? But,
Channel 8, Dongalbo, South Korean media outlet here. I'd like to ask you, you said that we do not particularly know when they will be, North Korean leader will be willing to come to the table and take the actions that's been required. If that's the case, would the U.S. be willing to strengthen the sanctions and perhaps put the pressure on North Korea to move forward? I don't want to comment on that. I can just tell you this, that we have very strong sanctions. I don't want to talk about increasing sanctions. They're strong. They have a lot of great people in North Korea that have to live also, and that's important to me. And I would say this, my whole attitude changed a lot because I got to know, as you know, Chairman Kim very well, and they have a point of view also. So I don't want to really talk about that. I just think that hopefully for the sake of South Korea, for the sake of Japan, and frankly for the sake of China, I was talking to President Xi, who really is a man that gets